tuy biết pháp không truyền mà truyền pháp luân tuy biết pháp không khởi mà thị hiện các nhân duyên tuy biết các pháp không có tiền tế mà rộng nói quá khứ tuy biết các pháp không có hậu tế mà rộng nói vị lai tuy biết các pháp không có trung tế mà rộng nói hiện tại tuy biết các pháp không có tác giả mà nói các nghiệp làm tuy biết các pháp không có nhân duyên mà nói các nhân tập tuy biết các pháp không có bình đẳng so sánh mà nói đạo bình đẳng không bình đẳng tuy biết các pháp không có lời nói mà quyết định nói pháp ba đời tuy biết các pháp không có chỗ nương mà nói nương pháp lành để được thoát khỏi tuy biết pháp không thân mà rộng nói pháp thân tuy biết ba đời chư phật vô biên mà hay diễn nói chỉ có một vị phật tùy biết pháp không sắc mà hiện đủ thứ sắc, tùy biết pháp vô kiến mà diễn nói các kiến, tùy biết pháp vô tướng mà nói đủ thứ tướng, tùy biết các pháp không có cảnh giới mà rộng diễn nói cảnh giới trí họa, tùy biết các pháp không có khác biệt mà nói hành quả đủ thứ sự khác biệt tuy biết các pháp không có xuất ly mà nói các hạnh thanh tịnh xuất ly tuy biết các pháp vốn thường trụ mà nói tất cả các dòng chuyển pháp tuy biết các pháp không có chiếu sáng mà luôn rộng nói pháp chiếu sáng phật tử đại bồ tát nhập vào tam muội trí luân đại oai đức như vậy điền chứng được tất cả phật pháp liền nhập vào tất cả Phật Pháp, liền thành tựu, liền viên mãn, liền tích tập, liền thanh tịnh, liền an trụ, liền thấu đạt, cùng tất cả Pháp tự tánh tương ưng, mà Đại Bồ Tát đó chẳng nghĩ như vậy. Có bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu Bồ Tát Pháp, bao nhiêu Bồ Tát rốt giáo, bao nhiêu huyễn rốt giáo, bao nhiêu hóa rốt giáo, bao nhiêu thần thông thành tựu, bao nhiêu trí thành tựu, bao nhiêu tư duy, bao nhiêu chứng nhập, bao nhiêu thú hướng bao nhiêu cảnh giới tại sao vì bồ tát tam muội thể tánh như vậy vô biên như vậy thủ thắng như vậy tam muội này đủ thứ cảnh giới đủ thứ oai lực đủ thứ thâm nhập đó là vào môn trí huệ bất khả thuyết vào các sự trang nghiêm địa phân biệt vào vô biên thủ thắng ba la mật vào vô số thiền định vào trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết trí rộng lớn vào thắng diệu tạng thấy vô biên phật vào nơi cảnh giới không ngừng nghỉ vào pháp trợ đạo thanh tịnh tin hiểu vào các căn mãnh lợi đại thần thông vào nơi cảnh giới tâm vô ngại nhập vào mắt thấy tất cả chư phật bình đẳng vào tích tập thắng trí hạnh của phổ hiền vào trụ trí thân na la diên vào nói biển trí huệ của như lai vào khởi vô lượng thứ tự tại thần biến vào môn sinh ra vô tận trí của tất cả chư phật vào cảnh giới hiện tiền của tất cả chư phật vào tịnh tự tại trí của bồ tát phổ hiền vào trí phổ môn khai thị vô tỷ vào tất cả cảnh giới vi tế biết khắp pháp giới